gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Đại Hồng Shopping đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh mùa sắm. Và với chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm ngày hôm nay, quý vị các bạn, chúng ta sẽ sở hữu ngay một giải pháp để có thể là làm vệ sinh thật là tiện lợi trong không gian sống của gia đình mình nhờ có áp lực nước thật là mạnh quý vị nha. Sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu nổi tiếng Kachi. Và như quý vị cũng có thể quan sát thấy rằng thì máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi đã rất là quen thuộc đối với nhiều gia đình tại VTV Hyundai Home Shopping rồi. Và ngày hôm nay quay trở lại trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm này, mức giá sẽ rất ưu đãi và còn có thêm nhiều quà tặng. Nhưng mà quý vị có thể thấy rằng là sản phẩm của chúng ta rất là gọn gàng đúng không ạ? Dễ dàng sử dụng nè, với dây ống nước dài đến là 4,5m luôn. Chưa kể là còn có thêm đó chính là công suất hoạt động ổn định là 1400W nữa, có súng phun, có vòi phun kéo dài, còn có thêm van nước áp lực của quý vị nha. Sản phẩm nhỏ gọn có thể di chuyển đến nhiều nơi khác nhau luôn. Và ngày hôm nay chỉ dành cho Tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ sở hữu ngay với mức giá hấp dẫn cũng như là quà tặng vô cùng ưu đãi chỉ dành cho chương trình này mà thôi quý vị nha. Khi mà chúng ta mua sắm máy phun xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi thì chúng ta sẽ có ngay mức giá hấp dẫn 1.890.000 đồng, và quà tặng thì có đến là 1, 2, 3 quà tặng lận quý vị nha. Một bộ lau nhà 360 độ, một vòi xịt co giãn và thêm một đèn sạc nữa quý vị ạ. Đèn sạc năng lượng mặt trời để dễ dàng chúng ta có thể là mang đi trong những chuyến công tác và du lịch của mình. Để ngay bây giờ có thể đặt hàng dòng sản phẩm chất lượng, một sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping và nhận quà tặng ưu đãi thì quý vị hãy nhấc máy gọi điện thoại về cho số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là trong cuộc sống hàng ngày của gia đình mình thì có rất là nhiều những vật dụng mà chúng ta cần phải làm sạch làm mới đúng không ạ? Từ sân vườn nè, cổng lớn nè, đến cả những chiếc xe ô tô, xe gắn máy trong gia đình của mình nữa. Thông thường quý vị thường là chúng ta không thể chủ động được, phải đi ra bên ngoài nhờ người khác rửa sạch giùm những chiếc xe trong nhà của mình. Nhưng bây giờ quý vị hãy thử thay đổi nha. Có ngay máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi rồi, và đường dây ống nước dài đến 4,5m luôn với áp lực nước mạnh nữa, cùng với lại đầu của vòi phun hoạt động rất là thông minh quý vị nha, giúp cho mình có thể nhanh chóng làm sạch ngay từng ngóc ngách nhỏ nhất trên những vật dụng trong gia đình, từ xe ô tô, cửa kính ở trên cao nè, tứ sân vườn nè, làm sạch sân vườn nè, cánh cổng lớn nữa, hay là cả xe máy của nhà mình quý vị nha. 1.890.000 đồng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm ngày hôm nay, quý vị được nhận tặng thêm một bộ cây lau nhà 360 nè, một ống nước co giãn và còn có thêm một đèn sạc năng lượng mặt trời nữa. Quý vị ơi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Hãy lựa chọn ngay máy phun xịt rửa cao áp Kachi, áp suất công việc 70-105 bar, độ rung thấp, máy êm khi sử dụng, công suất động cơ là 1400W, áp suất âm thanh là 76 dB, không gây tiếng ồn trong quá trình hoạt động, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp 220V 50Hz, sản phẩm chính hãng được bảo hành 1 năm. Và với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, quý vị yên tâm là dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi xa luôn, ở nhiều nơi khác nhau quý vị nha. Trọng lượng gọn nhẹ vừa phải, có thêm bánh xe lắp đặt ở bên dưới nữa, còn có sự kết nối từ vòi phun và cả súng phun luôn, đường dây ống nước dài đến 4,5m cùng với bình đựng dung dịch xà phòng quý vị nha. Tiện lợi để chúng ta sử dụng máy phun xịt rửa cao áp Kachi, dễ dàng xịt rửa mọi loại bụi bẩn cứng đầu nhất, dễ dàng để có thể rửa xe máy, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà. Với một lượng nước nhỏ thôi nhưng có thể tưới cây cảnh và làm sạch các loại bụi bẩn dễ dàng. Và bên cạnh đó thì mức giá rất hấp dẫn dành cho dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm, giá bán ưu đãi 1.890.000 đồng, nhận ngay một bộ quà tặng bao gồm một bộ cây lau nhà 360 nè, có thêm một vòi xịt co giãn nha quý vị, một đèn sạc năng lượng mặt trời. Quý vị lưu ý là số lượng quà tặng rất có hạn và chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm, và cùng với Tuyệt đỉnh mua sắm ngày hôm nay, quý vị sẽ có thể là dễ dàng mình dọn rửa làm vệ sinh trong không gian sống của gia đình chúng ta. Nhưng mà mình tận dụng đó chính là áp lực nước quý vị. Đúng nha. Rồi. Bình thường nếu như mà chúng ta dọn sân vườn gia đình của mình đi, hay là mình tưới rửa xe chẳng hạn, đôi khi quý vị các bạn chúng ta phải kết hợp thêm thật là nhiều những cái động tác chà rửa bằng lực tay của mình nữa, bởi vì cái áp lực nước nó không đủ để chúng ta có thể là làm sạch đi những cái vết bẩn cứng đầu. Nhưng giờ đây mình đã có một người trợ giúp rồi trên đây. Và người trợ giúp này rất là đắc lực luôn đó quý vị. Và đây cũng là sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping. Như quý vị cũng quan sát thấy rằng là với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi có thiết kế rất là gọn gàng đúng không ạ? Màu sắc lại còn nổi bật nữa. Bên cạnh đó thì tất cả những phụ kiện đi kèm nè được kết nối đầy đủ gọn gàng ở ngay trên chiếc máy này của chúng ta luôn. Quý vị không cần phải mất thời gian để mà chúng ta tìm kiếm nhiều nơi quý vị nha. Từ cả phần tay cầm rất là an toàn và chắc chắn quý vị ạ. Cả các chị em phụ nữ như Tú Trinh cũng cứ thoải mái xách lên và di chuyển đến nhiều nơi. Chưa kể là bên cạnh đó quý vị quan sát thấy rằng là ở ngay
ngay phía đằng trước của máy phun xịt rửa cá của thương hiệu Kachi, có logo của thương hiệu nè. Đồng thời còn có thêm nơi mà chúng ta kết nối cùng với lại đường dây ống nước dài 4,5m đi kèm quý vị nha. Chưa kể là khi mà quý vị chúng ta chỉ cần quan sát ở phía ngang của mỗi chiếc máy phun xịt rửa cá thương hiệu Kachi ở đây mà thôi. Đó, cứ từ từ như vậy nha quý vị, rất là gọn nhẹ luôn. Trên chỉ cần xoay qua như thế này, quý vị thấy là ở đây mình có bánh xe xoay được 360 độ trên nhiều địa hình khác nhau, rất là an toàn quý vị nha. Ở phía bên trên á thì mình nhìn thấy được á là sẽ có là đường dây điện nè, cả đường dây ống nước dài đến là 4,5m luôn, đều có thể là mắc hết rất là gọn gàng ở đây luôn. Và còn có thêm là bình đựng dung dịch xà phòng như vậy nha quý vị. Mỗi khi chúng ta cần phải rửa xe ô tô nè, rửa xe gắn máy nè thì mình sẽ có ngay, đó chính là bình đựng dung dịch xà phòng như thế này. Đó, quý vị thấy không? Kết nối rất là gọn gàng và không hề mất thời gian khi mà chúng ta cần tìm kiếm luôn á Phụ Miến à. Chắc chắn rồi, khi quý vị và các bạn chúng ta sử dụng thì sẽ rất là tiện lợi, dễ dàng luôn để mình có thể là di chuyển phần bình xịt này. Quý vị các bạn chúng ta kết nối chung với lại chiếc máy của chúng ta và mình đẩy bánh xe nó đến nhiều nơi quý vị nha. Mình hình dung là quý vị các bạn chúng ta muốn đẩy nó ra khu vực sân vườn thì sao nào? Đó, kết nối cùng với lại phần bánh xe này, mình có thể là di chuyển rất là dễ dàng. Đó, nghiêng sang trái, đẩy sang phải luôn và nhờ có áp lực nước được đẩy ra ở phần đầu ra rất là mạnh, cho nên quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là dễ dàng tiện lợi mình làm vệ sinh nhưng không có vất vả, khó khăn và tốn thời gian như trước đây nữa quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là tháo rời bộ phận của nó để mình cất gọn nào, hoặc là mình làm vệ sinh được luôn quý vị và các bạn à. Phần dây điện sau khi là chúng ta sử dụng xong thì quý vị chỉ cần là mình quấn gọn vào ở ngay khu vực thân máy như thế này quý vị nhé. Và khi quý vị các bạn chúng ta quan sát từ phần tay nắm nè, phần thân trước, phần thân sau của chiếc máy phun xịt rửa này, mình đều thấy là mọi cái linh kiện của nó đều rất là gọn gàng, kết nối chắc chắn cùng với nhau luôn quý vị à. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì dòng sản phẩm này được bảo hành chính hãng là 1 năm quý vị nha. Thời gian sử dụng thì cực kỳ bền bỉ và đây là dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping. Mỗi khi mà mình cần xịt rửa làm vệ sinh nơi nào, chỉ cần là đẩy chiếc máy này tới nơi đó mà thôi quý vị à. Và như vậy là chúng ta đã có một nguồn nước đủ mạnh ở phần đầu ra kết hợp chung với lại phần lĩnh thoát nước như thế này đây, và từ đó là nước được dẫn ra với áp lực cực mạnh luôn. Đúng rồi Phụ Miến à, cho đó quý vị thấy rằng là nhà mình có sân vườn rộng nè, hay là chúng ta đang có những nơi kinh doanh như là khách sạn, nhà hàng, thậm chí là tại văn phòng, trường học nữa, có những khoảng sân rộng như vậy, những cành cây ở trên cao khó khi mà chúng ta làm sạch, thì quý vị hãy cần sở hữu ngay một chiếc máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi quý vị nha. Và cả cách mà chúng ta sử dụng cũng rất là đơn giản luôn quý vị ơi. Quý vị thấy rằng là đầy đủ phụ kiện đi kèm nè, từ phần bán súng nè rất là dễ dàng cầm nắm luôn, cả phần là vòi phun dài như vậy nữa. Bên cạnh đó còn có thêm bình đựng dung dịch xà phòng và còn có thêm một dây ống nước dài 4,5m và cả van áp lực nữa để mà tăng áp lực khi mà chúng ta kết nối với nguồn nước nha quý vị. Và Phụ Miến nghĩ rằng là đôi khi các chị em phụ nữ như mình á có thể là hơi ngại ngần khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm mà dành cho nam giới như vậy, nhưng mà quý vị cứ yên tâm nha, không sao đâu, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đầu tiên quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta muốn có một phần vòi xịt dài đúng không ạ, thì mình chỉ cần lấy ra từng phụ kiện mà thôi. Ở đây Trinh đang cầm trên tay của mình đó chính là một phần bán súng quý vị nha. Với phần tay cầm như vậy nè, rất là dễ dàng khi mà chúng ta có thể là bóp còi nhẹ như vậy thôi là mình đã có thể là tăng áp lực và kết nối ra bên ngoài rồi. Sau đó thì quý vị thấy rằng là đi kèm sẽ có là phần thân của súng phun dài như vậy, và khi mà chúng ta kết nối với nhau đó quý vị, mình chỉ cần là chúng ta đưa nhẹ vào phần khớp bên trong mà thôi quý vị nha. Đó, Trinh chỉ cần đưa nhẹ như thế này và chúng ta xoay nhẹ, thế là rất là chắc chắn rồi đó Phụ Miến à. Phụ Miến thấy không, rất là dễ dàng luôn. Và sau khi mà chúng ta đã có một cái phần thân dài như vậy rồi, quý vị muốn kéo dài thêm để chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng thì sao, ở đây mình sẽ còn thêm một đoạn súng phun nữa, mình cũng chỉ cần chúng ta xoay nhẹ nhàng như vậy thôi, xoay nhẹ cùng với phần khớp, thế là xong rồi đó quý vị. Như vậy là quý vị đã có được một đoạn súng phun dài như thế này nè, cùng với lại phần vòi xịt của mình nữa. Quý vị có thể yên tâm nha, chúng ta chỉ cần kết nối với dây ống nước dài lên đến là 4,5m mà thôi, cùng với lại phần thân máy của máy phun xịt rửa cá Kachi là mình đã có thể làm sạch ngay những cái tán cây trên cao nè, những cái cửa lớn và thậm chí là cả sân vườn với diện tích lớn rồi đó quý vị. Và khi chúng ta rửa xe thì quý vị sẽ thấy là mình cũng không có cần phải đem xe ra ngoài nhờ họ rửa đâu. Mình rửa ở nhà, nếu như mà mình rửa trước đây ở nhà tốn rất là nhiều thời gian thì giờ đây quý vị chỉ cần có phần bán súng này, mình bấm nhẹ thôi. Chính quý vị các bạn nha. Áp lực nước cùng với công suất hoạt động lên đến là 1400W sẽ rất là mạnh mẽ để đẩy cái đường nước đi qua một mét dây dài lên đến là 4,5m luôn, một khoảng dây rất là dài, và sau đó là nó phun ra ở bên ngoài cùng với lại phần thanh nối dài nữa, cho nên là khi mà nó đẩy ra như vậy sẽ có một cái lực cực kỳ mạnh luôn đó Tú Trinh nè. Và nó sẽ chồm qua, nó bao qua cả những cái chiếc xe hơi lớn hay là phần thân trước, thân sau của xe máy mình, mà quý vị không cần phải di chuyển quá nhiều như trước đây. Mình có thể đứng ở một vị trí nhưng mà mình phun xịt được ở nhiều cái vị trí khác nhau mà lực nó cũng mạnh như nhau quý vị nha. Còn những khi mà chúng ta sử dụng muốn là mình có cái áp lực nhỏ thôi, nhẹ vừa thôi, nếu mình tưới cây chẳng hạn, thì quý vị cũng có thể là dễ dàng mình điều chỉnh cùng với phần van luôn. Và những các chị em phụ nữ mà chúng ta hay lo ngại cái tình trạng là rửa rồi xịt rồi phun ở trong vườn hay là rửa
rửa xe rồi những cái vật dụng, hay là tổng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa rất là vất vả như trước đây. Thì giờ đây mình đã có về bạn hỗ trợ này quý vị nha. Phụ Miến có thể là nhấc tới nhấc lui, di chuyển cùng với nó rất là đơn giản luôn, không có cảm giác là khó khăn gì cả quý vị à. Cùng với lại một chiếc máy phun xịt rửa như thế này, mình cầm nó theo, mình đến cái góc nào mình muốn dọn dẹp thì mình đặt nó xuống, di chuyển được cùng với lại bánh xe quý vị nha. Và từ đó là chúng ta có thể là dọn dẹp gọn gàng trong gia đình của mình. Và quả thật là khi thấy một cô gái nhỏ nhắn như Phụng Yến mà có thể là xách ngay cả một chiếc máy phun xịt rửa cao áp như vậy rất là gọn nhẹ, Trinh nghĩ rằng các chị em phụ nữ của mình cũng nên tự tin khi mà chúng ta có thể làm sạch ngay những khoảng sân ở trong nhà của mình hoặc là bất kỳ nơi nào mà chúng ta mong muốn nha quý vị. Và tất nhiên đây là sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping là có lý do đó quý vị, bởi vì vừa dễ dàng sử dụng mà lại còn phù hợp cho cuộc sống hàng ngày của mình nữa. Và quý vị cũng yên tâm một điều rằng là trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm này, mức giá dành cho chiếc máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi cũng rất là hấp dẫn quý vị ơi. Có thể nói là mức giá và quà tặng hấp dẫn là nó sẽ có số lượng có hạn quý vị nha, và chỉ dành riêng cho tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi. Và quý vị các bạn, chúng ta đang cùng đến với dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping. Khi sở hữu thì mình được nhận thêm 3 quà tặng: bộ cây lau nhà 360 độ, thêm một đèn sạc năng lượng mặt trời và thêm một vòi phun xịt nữa co giãn rất là tốt quý vị nhé. 3 quà tặng cũng rất là hữu ích cho cuộc sống của gia đình chúng ta. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này đó thì hãy nhớ là mức giá mình chi trả rất là hấp dẫn luôn quý vị à. Với những chiếc máy phun xịt ở ngoài thị trường thì cũng có rất là nhiều những giá thành khác nhau, nhưng với máy phun xịt cao áp chính hãng của Kachi và với công suất hoạt động lên đến là 1.400W thì đây là một mức giá rất là hấp dẫn quý vị nhé. 1.890.000 đồng, nhận thêm 3 quà tặng: một bộ lau nhà 360 độ, một vòi xịt cao giãn và một đèn sạc năng lượng mặt trời. Quý vị có thể là sử dụng tiện lợi cho cuộc sống của mình quý vị à. Và giờ đây chúng ta quên đi những cái nỗi lo dọn dẹp quá là vất vả, hay nhiều khi là mình phải cầm thêm là một cái xô mà mình chứa chất tẩy rửa ở bên trong đó nữa túi Trinh nè. Giờ đây mình chỉ cần kết hợp chất tẩy rửa cùng với lại phần bình đựng thôi. Và với máy phun xịt cao áp này quý vị, dọn dẹp phải nói là trong tích tắc. Đúng rồi thưa quý vị, và nhất là những khi mà chúng ta chuẩn bị dọn dẹp nhà vào ngày Tết đúng không ạ? Biết bao nhiêu là nơi mà chúng ta cần phải rửa dọn, nhưng bây giờ thì quý vị yên tâm, mỗi khi chúng ta cần, mình chỉ cần lấy ngay chiếc máy phun xịt rửa cao áp Kachi này ra và yên tâm sử dụng mà thôi nha quý vị. Thời gian mua sắm trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm này cũng không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Lần này quay trở lại và chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm này mà thôi. Số lượng quà tặng có hạn, mức giá rất là hấp dẫn quý vị nha. Mình đã có một chiếc máy phun xịt rửa cao áp Kachi rồi, làm sạch được nhiều nơi khác nhau ở trong nhà của mình, lại còn kết hợp thêm quà tặng là một cây lau nhà 360 độ nữa, làm sạch sàn nhà nè, làm sạch cả là từng bậc cầu thang cũng rất là tiện lợi nha quý vị. Nhà mình lỡ khi cúp điện không sao cả, có thêm đèn sạc năng lượng mặt trời có thể sáng lên bất cứ lúc nào luôn, lại còn có thêm cả một ống nước có thể co giãn rất là tốt luôn quý vị ạ. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ cùng VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Hãy nhanh tay lựa chọn máy phun xịt rửa cao áp Kachi, áp suất công việc 70-105 bar, độ rung thấp, máy êm khi sử dụng, công suất động cơ 1.400W, áp suất âm thanh 76 dB, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp 220V 50Hz, sản phẩm chính hãng được bảo hành 1 năm. Và với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, khi mà quý vị sở hữu ngay tại nhà của mình, vừa dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau luôn, trọng lượng gọn nhẹ và vừa phải xách tay được nha quý vị. Bánh xe lắp đặt ở bên dưới nữa, có sự kết hợp từ súng phun và cả vòi phun dài, dây ống nước dài 4.5m luôn, thêm bình đựng dung dịch xà phòng nữa chứ. Và chúng ta có thể yên tâm sử dụng tiện lợi máy phun xịt rửa cao áp Kachi, dễ dàng xịt rửa mọi loại bụi bẩn cứng đầu, tiện lợi khi rửa xe máy, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà. Với một lượng nước nhỏ đủ để tưới cây cảnh và làm sạch các loại bụi bẩn, chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng. Và bên cạnh đó thì mức giá rất là hấp dẫn trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm ngày hôm nay quý vị nha. 1.890.000 đồng, nhận ngay một bộ quà tặng: một bộ lau nhà 360 độ, một vòi xịt co giãn nè, thêm một đèn sạc năng lượng mặt trời nữa. Quý vị lưu ý là số lượng quà tặng rất có hạn mà thôi và cũng chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm quý vị ơi. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn, giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công, được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Quý vị thân mến, mỗi khi mà chúng ta cần dọn rửa, rửa xe, rửa sân vườn nhà mình thì quý vị phải chuẩn bị bao nhiêu dụng cụ à? Nào là xô, nào là hứng nước tới lui, nào là dẻ lau, rồi cả chất tẩy rửa mà chúng ta chạm tay trực tiếp vào nữa. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị các bạn một giải pháp khác. Và Phụng Yến nghĩ là cùng với giải pháp này đó Tú Trinh nè, ngay cả các chị em phụ nữ nè, các quý ông cũng sẽ đều rất là thích luôn, để có thể là tiện lợi dọn dẹp, chùi rửa ở bên trong khu vực gia đình của chúng ta, từ trong nhà ra tới bên ngoài sân vườn luôn Tú Trinh nè. Đúng rồi thưa quý vị, và ngay bây giờ thì
thì để cho quý vị chúng ta có thể là hình dung rõ ràng hơn là công dụng thực tế của chiếc máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi này, thì ngay bây giờ Tú Trinh và Phụng Yến xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Minh Trí nha. Và lúc này đây Trí đã sẵn sàng để có thể làm sạch được nhiều vật dụng rất là quen thuộc ở trong gia đình của mình rồi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và khác với không gian phim trường thì giờ đây chúng ta đến với không gian đó chính là một sân vườn rất là quen thuộc. Và giờ đây quý vị có thể quan sát được là ở bên phía tay phải của Minh Trí là những cái bức tường mà sau một thời gian bị oxy hóa bên ngoài thì chúng ta sẽ có rất là nhiều rêu phong cũng như là rất là nhiều bụi bẩn. Trong việc là chà rửa sân vườn thì chúng ta phải rất là tốn nhiều công sức. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với máy phun xịt rửa cao áp Kachi, hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ tưới rửa sân vườn của mình quý vị nhé. Như quý vị và các bạn đang quan sát thì sau khi chúng ta đã lắp ráp được với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi thì với hai phần đầu nối như thế này, với chiều dài là 1m2 và cũng như phần thừa dây dẫn nước là lên đến 5m, giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong việc là tưới rửa sân vườn của mình. Và sau khi chúng ta đã cắm điện vào kết nối với phần đầu vào và đầu ra của nguồn nước gia đình của mình thì giờ đây chúng ta sử dụng ngay với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi để bắt đầu công việc đó là tưới rửa sân vườn gia đình của mình quý vị nha. Như quý vị và các bạn đã thấy thì cùng với máy phun xịt rửa cao áp thì chúng ta đã có thể là tưới rửa và phun rửa sân vườn của mình và không phải tốn quá nhiều công sức quý vị nha. Và đặc biệt hơn là cùng với cái phần đầu ống thế này, chúng ta chỉ cần là xoay chuyển về phía bên tay trái thôi thì quý vị và các bạn sẽ chuyển sang chế độ đó là tưới rửa cây ở trong sân vườn của mình. Công việc tưới cây thì cũng cần xuyên phải chăm sóc hàng ngày, và giờ đây thì cùng với lại ống dây nước lên đến 5m như thế này sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể là di chuyển ở một khoảng cách xa hơn. Hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ trải nghiệm qua chế độ là tưới cây trong sân vườn quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài công việc đó là phun xịt rửa sân vườn thì với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi có thể làm được nhiều công việc khác, ví dụ như là chúng ta có thể là rửa xe ở trong chính gia đình của mình. Và giờ đây hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ trải nghiệm thêm nhiều tính năng của chiếc máy này quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, đối với công việc rửa xe cùng với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi thì chúng ta nên xịt sơ cái phần nước đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ lắp ráp cái phần đầu nối này kết nối với phần bình đựng dung dịch tẩy rửa để chúng ta có thể là rửa sạch hơn chiếc xe máy gia đình của mình quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã xịt sơ một lần nước thì chúng ta sẽ tháo một phần đầu ống nối để kết nối với bình đựng dung dịch tẩy rửa quý vị nha. Sau đây thì Trí sẽ có thể là gỡ ra cái phần đầu của ống nối như thế này của máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Và sau đó thì quý vị và các bạn có thể là lắp ráp chung với lại bình đựng dung dịch tẩy rửa để chúng ta bắt đầu công việc rửa xe của mình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã phun rửa phần lớp xà phòng lên xe thì chúng ta sẽ lắp ráp lại phần đầu nối để tiếp tục công việc rửa xe máy trong chính gia đình của mình quý vị nha. Như vậy là quý vị và các bạn đã cùng Minh Trí có thể trải nghiệm được cùng với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, có thể tưới cây, phun rửa sân vườn và cả rửa xe máy trong chính gia đình của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian phim trường VTV Hyundai Home Shopping, tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn quý vị nha.
thân mến, chúng ta nhìn những hình ảnh vừa rồi thấy như thế nào ạ? Mình có thể là tưởng tượng với không gian sống của gia đình chúng ta, nhưng có một chiếc máy phun xịt cao áp về thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là dễ dàng rửa xe nè, dễ dàng vệ sinh sân vườn, những cái vết bẩn cứng đầu cũng sẽ dễ dàng được có thể là đánh bật đi rất là nhanh chóng luôn quý vị các Đúng bạn rồi. Nha. Hay là chúng ta tưới cây cũng cực kỳ tiện lợi quý vị ạ. Và với phần bán súng tay cầm dài như thế này, quý vị đứng ở một vị trí thôi nhưng mà chúng ta tiện lợi, mình có thể là phun xịt rửa đến nhiều vị trí khác nhau mà không mất công sức như trước, không phải chạy tới chạy lui để khinh cả một thùng nước lớn nữa quý vị ạ. Hãy sử dụng ngay, áp lực nước rất là mạnh của chiếc máy này. Đúng rồi, và khi mà Trinh thấy là Trí có thể làm sạch ngay chiếc xe máy của mình hay là cả tưới cây ở trên cao cũng rất là thoải mái luôn, mà không cần phải vất vả là cả một chiếc thô lớn nè, rồi thêm cả một cái khăn nữa, mình cứ di chuyển tới lui quý vị nha. Hãy cùng quan sát ở đây là quý vị thấy rằng là những phụ kiện đi kèm cùng với phần thân máy của máy phun xịt rửa cáp Kachi rất là gọn nhẹ luôn, và lại còn được gọn gàng như vậy nữa để mình có thể là dễ dàng sử dụng quý vị nha. Từ cả phần là súng phun nè, với lại vòi dài nha quý vị. Bên cạnh đó là quý vị thấy rằng là ở đây thiết kế có phần tay cầm rất là tiện lợi nè, nên mình có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, từ vị trí này sang vị trí khác và rất là gọn nhẹ. Các chị em phụ nữ như Trinh và Yến cứ thoải mái mà chúng ta xách lên và di chuyển đến nhiều nơi quý vị nha. Chưa kể là quý vị sẽ còn thấy rằng là thiết kế đẹp mắt và sang trọng nữa quý vị ạ. Và quý vị thấy rằng là sản phẩm của mình còn có thêm là phần bán súng có tay cầm rất là tốt nữa. Khi mà chúng ta cần bóp nhẹ mà thôi là áp lực sẽ được tác động ngay vào phần súng phun dài như vậy và đưa áp lực nước đến những nơi mà chúng ta cần phải làm sạch nha quý vị. Công suất hoạt động là 1400W luôn. Ở đây quý vị sẽ còn có thêm đó chính là một chiếc bình đựng dung dịch xà phòng nè. Mỗi khi chúng ta cần làm sạch sân vườn của mình, rửa xe ô tô, rửa xe máy, mình pha thêm dung dịch vào bên trong đây nha quý vị. Và sau đó thì mình sẽ còn có thêm một phần dây ống nước rất là dài luôn, lên đến là 4,5m, tức là cả một đoạn sân lớn mình có thể thoải mái di chuyển, không sợ diện tích nào là chúng ta khó di chuyển quý vị nha. Có thêm cả một phần van áp lực nữa, khi chúng ta kết nối cùng với đường ống nước ở trong nhà của mình áp lực tăng lên, nước phun ra mạnh hơn, từ đó mình dễ dàng làm sạch được nhiều nơi ở trong nhà của mình luôn quý vị ạ. Chắc chắn rồi quý vị các bạn, chúng ta có thể là kết hợp cùng với chất tẩy rửa nhưng mà nó sẽ được đưa ra đều ở bên trong nước luôn, cho nên chúng ta không cần phải chạm tay vất vả như trước đây nữa. Rồi mình cũng không phải là cúi xuống gầm xe hay là loay hoay di chuyển ở nhiều vị trí để chúng ta có thể làm sạch, đúng không nào? Chỉ cần tận dụng ngay áp lực nước quý vị nha, cũng không tốn quá nhiều chi phí để chúng ta mang những chiếc xe máy hay là xe hơi ra ở bên ngoài mà chúng ta vệ sinh nữa, có thể làm mọi thứ nhanh chóng ngay tại nhà. Và mức giá chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn dành cho dòng sản phẩm máy phun xịt cao áp của thương hiệu Kachi chính hãng, đó là mức giá ưu đãi 1.890.000 đồng. Nhưng mà quý vị lưu ý là cơ hội chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi quý vị nha. Và khi mà chúng ta đến với Tuyệt đỉnh mua sắm thì quý vị có ngay dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, lựa chọn ngay sản phẩm chính hãng của thương hiệu Kachi 1.890.000 đồng, nhận thêm quà tặng bộ cây lau nhà xoay 360 độ, một đèn sạc năng lượng mặt trời và thêm một ống nước co giãn nữa quý vị ạ. Cả sản phẩm chính và quà tặng sẽ được đóng gói gọn gàng giao đến đúng địa chỉ mà quý vị đã yêu cầu và hoàn toàn miễn phí phí vận chuyển. Thưa quý vị, như vậy là thời gian mua sắm của chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm cũng không còn nhiều nữa quý vị nha. Hãy cùng với chúng tôi một lần nữa nhìn lại thao tác rất là đơn giản khi sở hữu ngay sản phẩm này, và từ đó mình dễ dàng làm sạch ngay sân vườn đóng đầy rong rêu của nhà mình vào những dịp cuối năm nha quý vị. Rửa những cành cây ở trên cao nè, hay là chúng ta còn rửa sạch cả hàng rào nữa, chưa kể là cả xe ô tô và cả xe máy trong nhà mình luôn. Có một sản phẩm tiện lợi như vậy, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi thì tất nhiên mình sẽ không còn mất nhiều công sức như trước đây nữa rồi. Và quý vị ơi, đây là sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm là 1.890.000 đồng, nhận tặng thêm một bộ đến 3 quà tặng hấp dẫn luôn, một bộ cây lau nhà 360 độ, một ống nước co giãn mà có thêm một đèn sạc năng lượng mặt trời nữa. Nhưng mà quý vị lưu ý một điều nha, số lượng quà tặng rất có hạn luôn và chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm này, cho nên là ngay từ bây giờ mình đã yêu mến sản phẩm này rồi, mình đã cảm nhận được sự cần thiết phải có ngay một chiếc máy phun xịt rửa cáp của thương hiệu Kachi để làm sạch xe ô tô, xe máy và nhiều vật dụng, nhiều không gian khác ở trong nhà của mình, thì quý vị đừng chần chừ nữa nha. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi, chúng tôi sẽ ghi nhận đơn đặt hàng nè, trao tặng thêm quà tặng đến tận nhà cho tất cả quý vị, và tất nhiên là miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước quý vị nha. Thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping. Hãy lựa chọn ngay máy phun xịt rửa cao áp Kachi trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm. Áp suất công việc 70-105 bar, độ rung thấp, máy êm khi sử dụng, công suất động cơ 1400W, áp suất âm thanh 76 dB, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp 220V 50Hz, sản phẩm chính hãng được bảo hành 1 năm.
Và với sản phẩm này thì quý vị yên tâm là máy phun xịt rửa của thương hiệu Kachi dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Trọng lượng gọn nhẹ vừa phải, phụ nữ xách thật là dễ dàng. Có thêm bánh xe lắp đặt bên dưới nữa. Có súng phun dài kết hợp cùng với vòi phun có tay cầm tiện lợi. Dây ống nước dài 4,5m, có thêm bình đựng xà phòng nữa nha quý vị. Hãy nhanh tay lựa chọn máy phun xịt rửa cao áp Kachi, dễ dàng xịt rửa mọi loại bụi bẩn cứng đầu nhất. Chúng ta có thể tiện lợi rửa xe máy, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà. Với một lượng nước nhỏ để sử dụng là đủ để tưới cây cảnh và làm sạch các loại bụi bẩn rồi. Và bên cạnh đó thì mức giá hấp dẫn trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm ngày hôm nay nha quý vị. Sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp Kachi 1.890.000 đồng, nhận ngay một bộ quà tặng, đó chính là một bộ cây lau nhà 360 độ, một vòi xịt co giãn và có thêm một đèn sạc năng lượng mặt trời nữa quý vị nha. Lưu ý là số lượng quà tặng có hạn và chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi. Quý vị thân mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Nếu như quý vị muốn ngay bây giờ mình mang về cái cảm giác thoải mái, dễ chịu mỗi lần mình rửa xe, nào mình kỳ cọ cho sàn nhà của gia đình chúng ta hay tưới cây nữa, mà chỉ cần mình đứng một chỗ và mình bấm phần vòi xịt như thế này, wow, mình có thể là tận dụng ngay đúng cái áp rồi. Lực nước mạnh mẽ mà chúng ta làm vệ sinh trong nhà của mình. Thì ngay bây giờ quý vị hãy lựa chọn máy phun xịt cao áp của thương hiệu Kachi quý vị nha. Dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping trở lại trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Đúng rồi Phủ Miến à, bên cạnh mức giá ưu đãi dành đến cho mỗi khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping thì sẽ còn có thêm cả một bộ sản phẩm quà tặng trao về tận nơi cho tất cả quý vị luôn. Quý vị lưu ý rằng số lượng quà tặng rất là có hạn quý vị nha. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, mức giá chỉ là 1.890.000 đồng mà thôi, bảo hành cho quý vị 1 năm luôn. Còn bộ quà tặng mà chúng ta nhận được bao gồm đầu tiên một bộ lau nhà 360 độ nè, không cần khom lưng vẫn có thể là chúng ta giặt giũ cây lau nhà và lau rất là gọn gàng quý vị nha. Có thêm cả một vòi xịt co giãn như thế này nữa. Và cuối cùng mình có gì ạ? Một đèn sạc năng lượng mặt trời nè. Nhà của mình không lo bị mất điện đột ngột mà không có ánh sáng quý vị nha. Bộ ba quà tặng hấp dẫn này chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi. Nên quý vị ơi, chúng ta đừng chần chừ nữa nha, bởi vì thời gian phát sóng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Rất là nhiều quý vị khách hàng đã yêu thích máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi và còn yêu thích hơn nữa trong chương trình ngày hôm nay. Tuyệt đỉnh mua sắm nhận thêm bộ cây lau nhà 360 độ, đèn sạc năng lượng mặt trời và một vòi phun xịt nữa quý vị và các bạn nha. Hãy lựa chọn thời gian của chương trình bây giờ, mình cũng thấy là chỉ còn khoảng 1 phút thôi quý vị ơi. Hy vọng là trong 1 phút này quý vị kịp thời mình đưa ra đơn đặt hàng, quyết định đặt hàng và đi để lại cho chúng tôi là địa chỉ giao hàng quý vị nha. Chúng tôi sẽ giao chọn bộ sản phẩm chính và quà tặng đến tận địa chỉ đó, miễn phí với vận chuyển luôn. Và mình hãy nhớ là mình đang ở trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm, chỉ dành riêng cho chương trình tuyệt đỉnh mua sắm quý vị mới có mức giá hấp dẫn cũng như là quà tặng ưu đãi như vậy. Cho nên là chúng tôi hy vọng rằng là trong khoảng thời gian còn lại tuy ngắn nhưng mà vẫn còn hoàn toàn đủ quý vị nhé. Hãy nhanh chóng lên quý vị ạ. Còn nói đến đây thì thời lượng mua sắm của tuyệt đỉnh mua sắm cũng đã khép lại rồi. Tú Trinh và Phụng Yến phải nói lời chào tạm biệt thôi. Chúc quý vị sẽ luôn luôn thoải mái trong không gian sống sạch sẽ mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Tiện lợi để chúng ta sử dụng máy phun xịt rửa cao áp Kachi, dễ dàng xịt rửa mọi loại bụi bẩn cứng đầu nhất, dễ dàng để có thể rửa xe máy, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà. Với một lượng nước nhỏ thôi nhưng có thể tưới cây cảnh và làm sạch các loại bụi bẩn dễ dàng. Và bên cạnh đó thì mức giá rất hấp dẫn dành cho dòng sản phẩm được yêu thích nhất trên VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm, giá bán ưu đãi 1.890.000 đồng, nhận ngay một bộ quà tặng bao gồm một bộ cây lau nhà 360 nè, có thêm một vòi xịt co giãn nha quý vị, một đèn sạc năng lượng mặt trời. Quý vị lưu ý là số lượng quà tặng rất có hạn và chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm mà thôi.